các bạn đã đến với kênh Đẹp ơi Honey Beauty số thứ 2. Chắc hẳn trong mỗi người chúng ta ai cũng mong muốn mình có một cái vẻ đẹp hoàn hảo và thu hút mọi ánh nhìn. Vì lẽ đó hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một cô gái rất là mong muốn thay đổi diện mạo của mình được trở nên đẹp hơn. Vậy chúng ta sẽ cùng đi gặp cô gái đó nhé. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu sơ về bản thân mình cho mọi người được biết không? Mình tên là My và hiện tại mình đang là sinh viên đại học. My có thể chia sẻ lý do vì sao My lại đăng ký tham gia chương trình lột xác cùng Honey Beauty không nhỉ? Mình muốn thay đổi vẻ bề ngoài và diện mạo của mình. My đã sẵn sàng tham gia cuộc hành trình lột xác Honey Beauty trong ngày hôm nay chưa? Vậy chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình ngay bây giờ nhé. Mọi người, mình là Vi, mình là giảng viên và chuyên viên phun xăm tại trung tâm Honey. Hôm nay mình sẽ thực hiện thay đổi diện mạo cho một bạn nữ. Mong là mọi người sẽ đón xem quá trình thay đổi diện mạo này nha. Chào em. Dạ em chào chị. Thì hôm nay là chị sẽ tư vấn cái chân mày cho em ha. Thì nhìn tổng thể cái gương mặt của em á, thì những cái đường nét nó rất là hài hòa rồi. Nhưng mà khuyết điểm lớn nhất trên cái gương mặt của em là cái chân mày nè. Thì cái sợi chân mày của em á, nó mọc thưa thớt với lại nó bị nhợt nhạt á, không có cái khuôn dáng ổn định, với lại khoảng cách giữa hai đầu chân mày nó bị xa nhỏ, nên là tổng thể gương mặt á, nó làm cho tổng thể gương mặt của em á, nó bị thiếu sức sống, nhìn nó hơi bị nhợt nhạt ha. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày á, trong cái giao tiếp hàng ngày á, thì nhiều khi là mình giao tiếp với người đối diện á, sẽ không có cái sức thu hút với người đối diện, thì sẽ làm cho mình cảm thấy tự ti hơn rất là nhiều ha. Làm có đau không chị? Nếu như mà đau thì cũng đau hơi hơi nhẹ nhẹ thôi, ở cái mức mà chấp nhận được thôi. Tại vì mà trước khi thực hiện á, thì chị cũng đã sử dụng cây kem cho em rồi. Rồi trong cái quá trình mà thực hiện á, thì chị cũng có sử dụng thêm cái cây hỗ trợ nữa, nên là em yên tâm nha, không có đau nữa. Em muốn cái trên mày nó được tự nhiên, chị nó đừng có đậm quá. Tại vì em cũng còn đi học á. Thì bây giờ á, chị sẽ khắc phục cái khuyết điểm này của em bằng cách là sẽ thiết kế cái dáng tỷ lệ vàng phù hợp với gương mặt của em, rồi thực hiện cái kỹ thuật mà full shading rải hạt, sẽ làm cho tạo cho em một cái khuôn dáng tự nhiên, nhưng mà không có bị là quá cứng nè hoặc là quá sắc sảo, thì sẽ làm cho gương mặt của em già đi, không có phù hợp với độ tuổi ha. Rồi trong cái quá trình mà mình thực hiện á, thì sẽ có tổng cộng là 4 bước ha. Bước đầu tiên là ủ tê nè, rồi bước thứ hai là mình sẽ thiết kế cái dáng chân mày, xong rồi bước thứ ba mình sẽ thực hiện, bước cuối cùng là chị sẽ dặn dò những cái cách để em về nhà để em chăm sóc cái chân mày của mình nè. Tại vì lúc đó là cái chân mày của mình nó còn cái mài, nó chưa có bong ra, thì trong cái thời gian đó mình phải biết cái cách chăm sóc để lúc mà bong ra là sẽ đạt được cái kết quả như ý của mình ha. Hành trình lột xác phun xăm chân mày của bạn My đã kết thúc. Bây giờ chúng ta hãy xem sự thay đổi của bạn My sẽ như thế nào nhé. À,
Sau khi thay đổi diện mạo của mình, bạn có cảm nhận như thế nào? Mình cảm thấy tự tin hơn. Lúc trước bạn bè mình hay trêu chọc mình nhưng mà bây giờ không còn nữa. Với lại bây giờ công việc và việc học của mình thì cũng suôn sẻ hơn lúc trước rất là nhiều. Với sự thay đổi này thì mình chúc bạn luôn luôn vui vẻ này, thành công trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Nếu như các bạn muốn thay đổi diện mạo của mình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy liên hệ ngay với số điện thoại bên dưới màn hình. Các bạn nhớ share, like và subscribe kênh Đẹp ơi của Honey Beauty để đón xem những chương trình lột xác tiếp theo. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn nhé.